16. Ếch báo mộng xin tha mạng mình tên Nguyễn Thị Ngọc Bích, pháp danh Trần Thị Ngọc, mình ở thành phố Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương. Dưới đây là câu chuyện có thật do mẹ mình kể lại. Mình ghi chép lại mong rằng có thể giúp ích cho quá trình biên soạn sách thiện của ban biên tập Nhân Quả Báo Ứng. Và cũng hy vọng có thể khuyên được dù chỉ là một số ít người từ bỏ thói quen sát sinh, mà phóng sinh, hướng thiện hành đức. Chuyện thứ nhất, ông cố mình, ông ngoại của mẹ mình, sau giải phóng nhà nghèo không có gì ăn, ông cố mình hay gia dụng bắt ếch nhái nhảy bù tọt về nhốt lại để sáng hôm sau mới làm thịt. Hôm đó ông về ngủ thì mơ thấy có 39 vị thầy tu quỳ lạy từ trong nhà ra sân xin tha mạng. Ông cố mình nói tôi có quyền gì mà tha mạng cho các ông. Rồi ông cố choàng tỉnh dậy ngỡ là chiêm bao bình thường rồi ngủ tiếp. Vừa chợp mắt thì lại mơ thấy y như vậy nên ông tỉnh dậy đi ra sau nhà tìm xem nhưng không thấy ai cả. Chỉ thấy thùng ếch nhái rồi đi ngủ, lại cũng vẫn thấy 39 vị quỳ lạy xin tha mạng và nói là đang ở trong thùng. Ông cố mình tỉnh dậy ra sau đếm thử thì đúng 39 con ếch trong thùng. Ông lấy làm kinh ngạc, sau đó ông thả ếch ra hết. Từ đó về sau không còn bắt, không giết, không ăn ếch nhái nữa. Chuyện thứ hai là câu chuyện của ông bà hai, con trai và con dâu của ông cố mình kể trên. Bà hai làm nghề bán cá, lương, nên sát sinh cũng không ít. Một hôm trong thùng lương bà bán hàng ngày, có một con lươn lớn bị đứt đuôi. Bà đập con lươn ấy hoài mãi chưa chịu chết, phải đợi một hồi lâu rồi nó mới chết để bán cho người ta. Đêm đó bà nằm mơ thấy có một người phụ nữ mời bà vào nhà uống nước, sau đó người đó bảo là tiền thân của con lươn ấy. Bà hai giật mình tỉnh dậy, toàn thân sợ hãi bỏ nghề sát sinh, siêng năng đi chùa để sám hối tội lỗi sát sinh. Ha ha ha, 问什么的说呵